Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình là bài Dưới nắng Ba Đình, soạn lời Phạm Vấn do nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát và tốp nữ hát theo điệu Dương Xuân. Theo là bài Quê hương ơn bác, soạn lời Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Văn Trương hát theo điệu ngâm sổng và đường Trường Thu Không. Sông quê uốn khúc như cánh tay mềm, phù sa bồi đắp hương lúa hương sen. Cánh én trao nghiêng gọi mùa xuân đến, nhớ ơn người mang no ấm cho quê hương. Quê hương ta bao thay đổi, ấm áp mỹ hương à sen bao chờ đợi. Nắng mưa vời vợi vẫn ngát hương à sen. Đây quê hương ta đó luôn mát ngọt, dòng phố xa kia nhà máy ống khói lưng trời. Gió chiều chơi với mang theo niềm vui mới. Sen ngát hương đời nhụy vàng khắp nơi, tiếng ca dâng đời mãi mãi. Vang khúc hát thời cùng khắp đất trời. Này nghe trong câu hát gọi lòng ta xây đắp tình người cho cây đời nở hoa. Này chắp mi cánh chim trời cho đời ấm no. Tháng năm về sen cùng thơm ngát, ta luôn nhớ thời nhớ mãi công ơn người. Bác kính yêu sau đây là bài Con tới Ba Đình do Thanh Thủy soạn lời theo điệu sử truyện, nghệ sĩ Tú Minh Tâm và tốp nữ thể hiện. Bữa nay con tới Ba Đình, bồi hồi gặp bác bao tình nhớ thương. Dợp trời cờ đỏ quê hương ngắm giang sơn, bác vẫn đương mỉm cười. Kính dâng nghi con kính dâng lên đi người, trọn tình nghi múa đi những tình đi vui lòng lòng dân có khi nào từng trang ý son thiên kìa sóng dày lớp người đi ơi vắng tiếng non đi sông còn vang nghĩ vọng đâu nghi đây như nghi thua nghi năm nghi nào nghi đi nghi còn nhớ nghi lại nghi ngày Sáng lương tâm do Quốc Anh soạn lời theo điệu Sử Xuân và Sử Bằng. Vàng càng tôi luyện càng trong, ngọc muốn sáng phải có công số mày. Thành người tốt hỡi ơi, tu thân tích đức hàng ngày phải chăm. Nên văn hóa mấy ngàn năm muôn sắc, đều tụ vào trong bác của ta là bậc đại trí đại dũng đại nhân, là nguồn sáng lương tâm mà thời đại mai ta hãy nghe những lời người nói. thơm rơi, đời trong suốt như trời vừa sáng. Nói gương bác ta trải cùng năm tháng, kháng chiến đi trường nghỉ kỳ, đánh thắng đi hoài sông mi. Và giờ đây quyết chí đồng về tâm xây đất nước Mỹ cho thỏa lòng mong của ba đi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Dâng mùa hoa đẹp nhất lên người do Hoài Long soạn lời, hai nghệ sĩ Quốc Hùng và Diệu Hằng song ca theo điệu Quân tử Vu Dịch. Em ơi mầm xanh này lộc đâm mê trôi, anh ơi như bóng bạc muôn đời con ý đây. Dưới hàng cây bóng mía chùa mát rượi đã bao năm, bóng cây đạn rơi muôn người vừa đi tới vì quê hương, vì lời dạy của bác. Bác ơi bác ơi, đất nước ngàn lần yêu dấu đã sang xuân hoa kết trái lành, niềm vui lớn từ mùa xuân đổi mới, đường dài vươn tới chung tiếng nói hòa nhịp muôn tim, quyện khúc hát ân nề ân tình. Chắn chờ mới có hôm nay, xanh sắc mây trời tiếng lòng hòa say, hương xuân ngào ngạt hòa khắp đó đây lời thơ dí chúc dâng đầy. Bác ơi ý bác ý cao dày muôn nghề muôn thu, chúng con nguyện một lời sau trước đất nước gấm hoa sáng mãi tình người. là bài Nhớ mãi một mùa thu soạn lời Nguyễn Quang Cảnh do nghệ sĩ Tú Thanh Hải hát theo điệu ngâm sổng và luyện nam cung. Trời thu xanh mát nơi khúc hát bay xa, nắng vàng trải lụa hoa thắm chen hoa, tiếng hát quê hương gửi về bao thương mến. Mùa thu nghĩa tình sao xuyên lòng ta. Ánh mắt ni dạng nghĩ ngời nhìn theo lá cờ ấy bay trong sáng thu này. Trời xanh gió lòng đắm say người. Đất như trời nở hoa sáng đẹp muôn nhà, quê hương đầm đà vang tiếng bay xa, theo gió thu đi gửi bao niềm mơ ước nghĩ. Mùa kỳ thu thanh bình nước non hòa bình, vầng trăng sáng tỏ lung linh giữa bầu trời quê ta. Đồng quê ta xanh thắm mượt mà nơi quê hương nhà, nay đất mẹ nở ngàn hoa, ai hát điệu dân ca để mùa thu sao xuyên tình quê thêm mặn lòng tung bay bóng cờ hồng. Thu thỏa nỗi ước mong đất nước mình dựng xây. Ngọt ngào hương bay trái chín dâng đây, nhớ lại những ngày nay cách mạng đã thành công, tổ quốc non sông mừng ngày độc lập niềm vui náo nức muôn lòng ánh dương rực hồng. Việt Nam đất nước non như sông đẹp muôn ngàn mùa thu. Kết thúc chương trình là bài Lời ca Tình Bác do Phạm Kim Duy soạn lời theo điệu sẩm soan, nghệ sĩ Thanh Mai và tốp nữ trình bày. Quê hương đã đổi thay nhiều, lời ca trầm bồng cánh diều gió đưa, lúa xuân đời nắng chờ mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.